Ok, và sau đây Mickey Sudo xin hướng dẫn anh chị để chúng ta có thể mở phần mềm hát live stream lên để chúng ta hát nhé. Đầu tiên thì anh chị sẽ vào cái phần loa mà chúng ta hay mở âm lượng to nhỏ bên góc phải này. Cái loa mà chúng ta hay mở to nhỏ của laptop ấy ạ, hoặc máy tính ấy, chúng ta bấm chuột phải vào giúp em nhé. Thì nó sẽ hiện lên một cái bảng như thế này. Thì anh chị bấm chuột trái vào giúp em này. Ok, nó bấm chuột trái thì nó sẽ hiện lên một cái bảng ở bên góc trái màn hình. Nó hiện như thế này, thì anh chị chọn giúp em nhé. Khi chúng ta hát phần mềm thì chúng ta để phần playback này là cái phần speak 01, còn recording là chúng ta để mic 01, còn những cái khác thì chúng ta tắt hết đi nhé. Như chẳng hạn như cái này, speak 01 nó chưa sáng đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ bấm chuột phải vào và chọn enable để cho nó sáng cái speak 01 này lên. Còn những cái khác thì chúng ta sẽ tắt đi. Chẳng hạn như cái này chúng ta sẽ tắt đi, chúng ta bấm chuột phải vào nhé. Bấm disable này. Cái này cũng thế, chọn disable. Cái này cũng vậy, chọn disable. Ok. Rồi tiếp theo sang phần recording, chúng ta sẽ chọn cái mic 01 này lên. Còn những cái khác thì chúng ta sẽ tắt đi nhé. Disable này. Disable. Ok, anh chị hiểu rõ chưa ạ? Chúng ta để phần recording là mic 01, còn playback thì chúng ta để là speak 01 nhé. Sau khi chúng ta chọn xong, chúng ta tắt đi. Chúng ta sẽ vào chọn vào cái project mà bên em đã cài đặt sẵn. Chúng ta bấm chuột trái hai lần vào để cho nó hiện cái Cubase 5 lên. Và chúng ta sử dụng. Anh chị sẽ tắt cái phần này đi nhé. Chúng ta chờ một lúc cho nó loát xong là chúng ta có thể sử dụng được luôn. Ok, sau khi nó chạy xong thì nó sẽ hiển thị lên như thế này. Thì anh chị tắt giúp em cái phần này và phần này. Ở đây thì anh chị sẽ quan tâm đến hai cái phần chính. Đó là thứ nhất là phần dò âu, cái tông của cái bài hát đó. Thứ hai là cái chỉnh autotune đó. Thì cái phần này thì chúng ta sẽ là cái phần dò để ra cái tông này, là cái tông của bài hát đó. Đấy, thì để chúng ta điền vào đây. Thì khi chúng ta hát thì nó mới làm cho giọng chúng ta mượt được. Còn nếu mà chúng ta chọn sai ấy, mà dò sai ấy, thì ra nó sẽ không được hay, và nó làm méo giọng của chúng ta đi. Thậm chí là chúng ta sẽ cảm thấy rất là khó hát. Đó. Đầu tiên thì anh chị sẽ chọn giúp em một bài hát bất kỳ nhé. Bài hát bất kỳ này. Chẳng hạn chọn bài này đúng không ạ? Thì anh chị giúp em dừng bài hát đó lại. Chúng ta kéo về từ đầu. Đó. Chúng ta kéo về từ đầu nhé. Nếu mà có đoạn quảng cáo thì chúng ta bỏ qua nó đi. Sau đó chúng ta sẽ sang phần reset. Chúng ta reset nó đi. Và chúng ta cho nó chạy này. Cho nó chạy cái bài hát đó. Đấy. Thì cái phần này anh chị để ý nhá, nó sẽ là cái phần trên ấy, nó sẽ dò của từng câu, còn cái dòng dưới là nó dò của cả bài. Đó. Thì anh chị để ý này, cái này nó sẽ là đê min đúng không ạ? Cái này nó sẽ là đê min này. Đê min này anh chị điền giúp em nhé. D này thì chúng ta bấm vào đây. D này. Đó. Còn đuôi của sau của nó là min. Minor đó. Thì chúng ta bấm chuột trái vào đây, chọn là minor. Còn cái này là chúng ta chỉnh ít nhiều autotune nhé. Chúng ta càng cho số nhỏ thì nó sẽ càng nhiều, còn số lớn thì nó sẽ càng ít autotune đi. Đây, và sau đây em sẽ thử cái đoạn này cho anh chị nhé. Đã từng là của nhau, ngỡ bên lâu và đã yêu nhau thật đậm sâu, yêu hết trọn cuộc đời này, hứa không đổi thay mà nay em biết như vậy. Ok, đó. Nếu mà cái đây, những cái bài hát đó là nó là D min chẳng hạn,
Nhưng mà đối những bài chẳng hạn như nó có chữ B nhỏ bên cạnh hoặc có dấu thăng thì chị lưu ý cho em nhé. Nếu chẳng hạn như cái này ấy, C ấy, mà nó có dấu thăng bên cạnh nhá, chẳng hạn như cái này là C thăng mai chẳng hạn, C thăng mai này, anh chị lưu ý này, nếu mà nó C thăng mai nhá thì anh chị tìm giúp em, nếu mà tìm cái chữ cái đó, chữ cái đầu tiên này, chẳng hạn như cái này nó là chữ C này, chúng ta tìm chữ C trước. Nếu mà ở đằng sau nó có dấu thăng thì chúng ta kéo xuống dưới một nấc, được chưa ạ? Chẳng hạn như chữ D có dấu thăng, chúng ta lại kéo xuống dưới một nấc. Chữ F mà có dấu thăng, chúng ta kéo xuống dưới một nấc. Chữ G có dấu thăng, chúng ta kéo xuống dưới một nấc. Anh chị hiểu chưa ạ? Còn nếu mà chữ G mà nó có chữ B nhỏ bên cạnh thì anh chị lại kéo lên trên một nấc nhé. Hoặc là chữ D mà có chữ B nhỏ bên cạnh thì chúng ta lại kéo lên trên một nấc. Đó. Ở trong âm nhạc thì dấu thăng và chữ B nhỏ thì nó có ký hiệu, đó là dấu thăng thì nó là thăng trong âm nhạc, còn dấu chữ B nhỏ thì nó là dấu dáng anh chị nhé. Bây giờ em sẽ ví dụ cho anh chị một bài mà có cái dấu thăng nhé. Ngắm hoa lệ rơi này, nó sẽ có dấu thăng. Chúng ta chọn bài hát nếu mà có đoạn quảng cáo như thế này, chúng ta sẽ bỏ qua đi nhé. Chúng ta sẽ phải bỏ qua nó đi. Đấy, bỏ qua cái này quảng cáo lắm, bỏ qua này, chúng ta dừng lại, kéo từ đầu sang phần này, chúng ta reset đi. Tiếp theo là chúng ta lại sang phần này cho nó chạy. Đấy, khi nó chạy thì anh chị để cho nó chạy một đoạn nhé. Cái phần trên là nó sẽ dò từng câu, còn phần dưới là nó sẽ dò cho cái bài hát đó, ca bài. Đấy, thì anh chị chờ cho nó hoát một lúc này. Anh chị nhớ được đây nhá, em làm lại nhá, trả lại bài này đúng không? Chọn bài này, chúng ta dừng lại, kéo từ đầu này sang phần này, reset. Anh chị bấm nhấp mấy lần nhá để cho nó sự xóa cái dữ liệu của bài cũ đi, chúng ta nạp cái dữ liệu của bài mới vào. Đây, đấy, đây là chúng ta đang nạp cái dữ liệu của bài mới để chúng ta dò cái tông auto-tu vào bài hát này. Cái này thì nó sẽ dò là F thăng min. Đấy, F thăng min thì trong âm nhạc nó gọi là pha thăng thứ. Thì anh chị tìm giúp em nhé. Đầu tiên là chúng ta sẽ tìm chữ F có dấu thăng, đúng không ạ? F này, tìm chữ F trước này. Còn nếu mà có dấu thăng bên cạnh, dấu thăng này, thì chúng ta kéo xuống dưới một nấc. Chúng ta chọn trước này. Còn cái đuôi của nó này, đuôi của nó là min đúng không ạ? Thì chúng ta chọn là min. Ok. Chẳng hạn như bài này hát nhạc trẻ, chúng ta muốn nhiều auto-tune thì chúng ta cho số nhỏ hơn. Đấy. Dẫu biết đôi ta đã từng trải qua bao nhiêu năm thiết tha yêu như vậy mà bây giờ lại xa lạ. Con đường tình giờ anh một mình đánh lặng thinh, nhìn em bước về tay cầm tay vui đùa cùng với ai ai. Ok. Đó. Anh chị thấy chưa? Rồi. Tiếp theo là chúng ta sẽ chọn một bài có chữ dấu B nhỏ bên cạnh nhé. Số B nhỏ bên cạnh này, chẳng hạn như bài đâu để trưởng thành. Rồi, chúng ta dừng lại, kéo với từ đầu, chọn bài hát đúng không ạ, dừng lại kéo từ đầu sang phần này, reset cho em, bấm nhấp mấy lần mà cho nó xóa đi, bấm nhấp cho nó chạy. Tiếp theo anh chị để ý này, cái này nó sẽ là D B mai đúng không ạ? Chúng ta sẽ tìm chữ D này, D này, cái D nó có đấy, chữ D nhỏ bên cạnh chúng ta phải kéo lên trên một nấc đúng không ạ? Mai, mai thì chúng ta chọn là mai. Yêu ai mà chẳng có lúc buồn, thương ai
anh phải đứng dậy thôi. Nhật ký cất đi rồi, thôi nói ra làm gì lại càng thêm đau. Nếu quay thời gian đến lúc đầu để nói rằng này chàng trai hãy nhớ cho kể. Đó, đấy là những cái phần cơ bản để chúng ta có thể chọn tông, điền vào autotune để chúng ta hát. Đó, anh chị nhớ lưu ý nhá. Đầu tiên là chúng ta chọn bài hát. Chọn bài hát này. Dừng bài hát, kéo về từ đầu, sang phần QA, reset cho em mấy lần. Sang phần YouTube, cho nó chạy. Để ý phần bên dưới, để cho nó chạy một đoạn nhá. Chú ý phần bên dưới này, cái này là C bài đúng không ạ? Nếu mà là bài C thì chúng ta chọn là C này, đuôi của nó là mai thì chúng ta chọn mai. Đấy. Nếu mà C mà có dấu thăng, chúng ta sẽ kéo dưới một nấc. Nếu mà C mà có chữ B nhỏ bên cạnh thì chúng ta kéo lên trên. Ở đây kéo lên trên thì nó hết đúng không ạ? Thì chúng ta lại vòng ngược lại xuống dưới đây. Đó. Tại vì là đô dáng thì nó sẽ bằng với si mà, đúng không? Rồi, ok. Thả áo trắng chiều tung băng, hoa bàng rơi mây mù xăm. Tạm biệt hương tóc thơm, chúc em bình yên, mong tình duyên. Ok, anh chị lưu ý khi chúng ta hát phần mềm nhé, chúng ta đừng bao giờ chúng ta hát khỏe quá, to quá, mà chúng ta phải hát nhẹ. Chúng ta càng hát nhẹ bao nhiêu ấy ạ, thì cái âm thanh nó đi vào thì nó sẽ càng hay, và chúng ta sẽ dễ nghe được cái giọng của chúng ta khi mà nó vào phần mềm. Đó, khi hát với cái autotune này anh chị ạ, chúng ta mà hát chúng ta phải đi theo nó. Nếu mà chúng ta không đi theo nó sẽ bẻ gãy cái giọng của chúng ta ngay, chúng ta sẽ hát rất là mệt. Đó, chúng ta hát càng nhẹ bao nhiêu thì nó sẽ càng feel. Ok, đó. Sau cái video này thì em sẽ hướng dẫn tiếp tục anh chị sử dụng những cái phần này nhá. Ok. Và sau đây em sẽ hướng dẫn anh chị sử dụng phần nâng hạ tông này, phần hiệu ứng remix này, phần thay đổi giọng nói, phần chỉnh vang ít vang nhiều này, cũng như là phần tắt mở những cái này ở chỗ nào. Ok. Đầu tiên là em sẽ hướng dẫn anh chị sử dụng cái phần nâng hạ tông. Chúng ta muốn mở cái phần nâng hạ tông này lên đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ phải bấm nút nguồn. Chẳng hạn như đối một bài mà chúng ta, chẳng hạn bài này. Đấy, nếu mà bình thường chúng ta hát thì nó sẽ rất là cao. Chúng ta chẳng hạn muốn giảm đi để chúng ta vừa vặn chúng ta hát, thì chúng ta chẳng hạn sẽ giảm mà một tông hoặc hai tông. Chẳng hạn như chúng ta giảm 1 thì nó sẽ là trừ 1 thì chúng nó sẽ là giảm nửa tông, trừ 2 là giảm 1 tông. Ở đây thì em sẽ giảm 1 tông nhé. 1 tông là em sẽ chọn trừ 2. Ok. Cái phần này nha anh chị nhé, để ý cho em này. Chúng ta luôn để, nếu mà nó bị thay đổi thì anh chị chọn về số 0 cho em nhé. Đó. Rồi. Chúng ta sẽ sang phần này, reset này. Bắt đầu chạy. Đấy. Cái phần dò autotune này ấy, thì nó sẽ là cái phần mà nó dò tông của bài hát đó khi chúng ta chưa giảm nha anh chị nhá. Có nghĩa cái phần giảm này ấy, thì nó sẽ không ảnh hưởng đến phần dò tông. Anh chị hiểu không ạ? Khi anh chị chọn cái bài hát đó, anh chị chọn cái bài hát đó ấy, thì chúng ta sẽ phải căn cứ vào cái này để chúng ta điền vào cái bên này nhá. Chẳng hạn ở đây bình thường ấy, khi chúng ta chưa sử dụng cái phần giảm tông nữa thì nó sẽ là F min, thì chúng ta sẽ chọn là F này, đuôi của nó min đúng không ạ? Khi chúng ta bật phần hạ tông này lên thì nó sẽ hạ xuống. Đấy, thì chẳng hạn như cái này thì nó sẽ là F này, chúng ta hạ xuống 2 tông, thì đồng nghĩa với việc khi anh chị chọn cái tông autotune này, chúng ta cũng phải chọn
hạ xuống 2 tông. Chẳng hạn như cái này là ép min thì chúng ta hạ tông 2 tông thì chúng ta sẽ kéo 1, 2. Đó, anh chị để ý nhá. Chúng ta tìm chữ, nó là ép min đúng không ạ? Tìm chữ ép này, chúng ta hạ 2 tông. Chẳng hạn như chúng ta giảm 1 tông thì nó sẽ là chữ E, giảm 2 tông là chữ D, giảm 3 tông là chữ này. Đấy, bây giờ chúng ta giảm 2 tông sẽ là D sát. Đấy, được chưa? Đấy, chẳng hạn em chữ em tuôn sầu có đắng cay nào bằng em vội vàng qua màu. Ok, đó. Khi chúng ta mà nâng tông ấy, chẳng hạn như chúng ta cộng 2 nhá, chẳng hạn như bài này cộng 2 thì anh chị khi chúng ta chọn này, vừa nãy nó là ép min đúng không ạ? Khi chúng ta nâng tông 2 tông thì chúng ta sẽ lại kéo dưới 2 nấc, 1, 2. Đó, được chưa? Đó, sau khi sử dụng xong thì chúng ta sẽ tắt nó đi. Sử dụng một bài xong chúng ta tắt nó đi. Còn nếu không may chúng ta chạm tay mà nó mất đi chẳng hạn, thì anh chị sẽ vào phần nào để mở? Chúng ta sẽ vào phần sau. Bấm vào chữ E của dòng nhạc cho em này. Bấm vào chữ E, E nhỏ bên này. Và tiếp theo chúng ta chọn, bấm cái nút nguồn này lên nhá. Bấm vào chữ E là sẽ hiện lên lại cho chúng ta. Được chưa ạ? Khi mà không sử dụng chúng ta tắt đi. Tắt cái phần nút nguồn này thôi nhá, đừng tắt hẳn, mất công anh chị sử dụng. Chúng ta lại phải tìm lại. Đó. Rồi tiếp theo là phần hiệu ứng remix. Hiệu ứng remix. Alo, alo, alo. Đây. Chúng ta bấm lên này. Nó sẽ đảo trái phải. Trái phải. Chúng ta muốn giảm ít cái hiệu ứng này đi. Chúng ta kéo này lên. Kéo này xuống. Đó. Chúng ta muốn nó nhân ngò. Thì chúng ta bấm này. Ok, đó là hiệu ứng remix. Còn nếu mà hiệu ứng thay đổi giọng nói, chúng ta sẽ bấm nút nguồn này lên nhé. Bình thường thì nó sẽ không này. Ta bấm lên này. Khi mà chúng ta kéo sang bên phải, chúng ta kéo nút này sang bên phải thì nó sẽ thay đổi giọng nói của chúng ta. Chúng ta sang bên trái thì nó sẽ rõ ràng giọng ông già. Bên phải thì giọng trẻ con. Ok, để bình thường nó sẽ là số 0 nhá. Rồi, cái phần hiệu ứng mà thay đổi giọng nói người già trẻ con này thì nó sẽ nằm ở phần này. Bấm vào group này, bấm vào chữ E này. Anh chị bấm vào nút nguồn, cái nút 13 này nhá. Bấm nút nguồn này, bấm vào chữ E, nó hiện lên. Đó, khi chúng ta không sử dụng đến, chúng ta sẽ tắt cái này đi. Còn phần hiệu ứng remix này, hiệu ứng remix thì anh chị chẳng hạn như nó tắt đi này, anh chị vào phần group này, bấm cái chữ E này. Chúng ta bấm cái nút nguồn cái này nhá. Meta plan này. Bấm này. Chữ E. Không dùng, tắt cái nút nguồn đi. Ok. Rồi, tiếp theo là phần chỉnh vang. Chỉnh vang chúng ta cũng bấm vào khoảng trống group này. Xong sau đó bấm vào chữ E này. Tất cả những cái phần F7, F2, F3, F4, F5 nó là cái EQ của vang nhé. Còn F6 đấy, là đều chúng ta chỉnh vang ít vang nhiều. Đấy, chẳng hạn em kéo, anh chị muốn kéo vang ít vang nhiều, chúng ta kéo cái thanh này là được nhé. Nó sẽ có vang không gian này, vang xa gần này. Đấy, em kéo cho anh chị xem. Nếu chúng ta kéo về càng về bên trái thì nó sẽ càng ít vang, kéo càng về bên phải càng nhiều vang nhé. Ok. Đấy, được chưa? Em kéo đi. Tùy anh chị, có anh chị thích vang nhị, có anh chị thích vang nhiều. Chúng ta chọn vào đấy. Ok, được chưa? Còn cái phần chỉnh ấm sáng cái giọng hát thì chúng ta có thể chỉnh trực tiếp trên sau cả, cho nó dễ nhá anh chị nhá.
chỉnh trực tiếp sao cạc là dễ nhất. Đó. Còn tiếp theo nữa là phần gì nữa nhỉ? Phần tắt mở cái phần autotune này. Chẳng hạn như anh chị tắt cái phần autotune này đi. Đấy. Chúng ta sẽ chậm vào cái phần micro cho em nhé. Bấm vào khoảng trống của micro này. Bấm vào chữ E này. Bấm vào chữ E. Chúng ta kéo bảng này ra. Bấm vào cái chữ E của autotune này. Thì nó sẽ hiện lên cái bảng autotune. Được chưa ạ? Còn cái phần này, phần mà dò tâm autotune này, chúng ta tắt đi này. Nếu mà muốn mở lên này, chọn vào phần khoảng trống của nhạc cho em này. Bấm vào chữ E. Đấy, bấm vào chữ E. Hot nét song cây này. Chúng ta bấm vào này, nó hiện lên bình thường. Ok chưa ạ? Đó. Cái project của bên em thì rất là dễ sử dụng. Anh chị có cái thắc mắc gì thì có thể liên hệ trực tiếp với bên em nhé. Rồi, xin cảm ơn tất cả anh chị đã quan tâm theo dõi cái video hướng dẫn của em. Xin chào và hẹn gặp lại.